bạn nhé, này này mình giới thiệu với con chi tiết thêm con 685 này, B685 B685 này mình đang chiếu cho 55 inch. Cái ý mình muốn nói là hôm nay mình chiếu trên cái tấm format mà mình vẫn giới thiệu với các bạn ấy. Hôm trước là mình chiếu trên con 1430, những con mà nó độ sáng thấp hơn 3300 cm. Đấy, nhưng mà con này là con 685 nữa, độ sáng của nó 3500 cm, độ tương phản nó 14.000 trên 1. Đấy, thì các bạn thấy nó khác hẳn đây, nó sáng như một cái tivi, không khác hẳn cái tivi. Các bạn chiếu lên tầm độ khoảng tầm 100 inch nó vẫn đẹp, nếu mà các bạn chiếu trên cái tấm này. Nó đẹp. Đó. Thế là cái tấm màn, tấm format này rất là quan trọng rồi. Nó như tivi, nếu các bạn đứng ngoài, đây là chiếu qua video để các bạn thấy, đứng ngoài nó như một cái tivi, nó không khác này. Sáng nó đảm nhận được giống như một cái tivi. Nếu các bạn chiếu trên cái tấm format này nó làm cho tăng độ sáng rất nhiều, và tương phản đến rất nhiều. Tấm này mà các bạn sắm với con 685 này, các bạn cộng thêm 200 ngàn, các bạn làm được một cái màn chiếu 100 inch, các bạn xem. Đó, các bạn thấy hai bóng tít nha. Như một cái tivi, bên ngoài nó sáng rực rỡ như tivi, các bạn nhìn qua màn hình có vẻ nó không 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 được bằng qua video mình quay, nhưng mà ngoài nó như một cái tivi, khẳng định quá đúng không? Các bạn nó khoảng 100% như tivi. Nếu mà cái mức đây là mức em 560 inch, mức mức tầm 100 inch thì các bạn cũng phải thấy được nó như tivi thôi. Đó. Mình muốn chứng minh cho các bạn rồi này. Đấy, cái màn chiếu nó rất quan trọng. Và lại trên một con 685 này, hệ màu 10 bit nó sáng bừng, nó đẹp. Màu nó tươi, tươi rói luôn. Đấy, HD cộng, HD cộng các bạn đứng cách xa 2 mét. Các bạn không nhìn thấy cái pixel đâu cả. Mắt thường chúng ta không thể nhận ra cái pixel. Nha. 2 mét rưỡi thì các bạn thấy nó cảm giác như nó full HD rồi, nó mịn. Không nhìn thấy những cái ô pixel nữa. Đây, các bạn đứng cách độ khoảng tầm 2,5 thì các bạn không thấy một cái gì cả. Các bạn xem rất là đẹp luôn. Mình sẽ tắt bớt cái điện này các bạn. Các bạn thấy. Đấy. Có đẹp không? Bởi vì bản chất con 685 này nó rất là đẹp. 685 hình nó đẹp, ép sơn hình nó đẹp, hệ màu 10 bit hơn 1 tỷ màu nó đẹp. Đó, rồi, con 685 này bạn nào nhu cầu liên hệ số điện thoại 0934 337 337. Con này mình bán 9 triệu rưỡi nhé. Bảo hành 6 tháng nhé. Bạn nào không lấy bảo hành bớt thì vài trăm. Bạn cứ mạnh dạn. Hình thành phố Bắc Linh nhá, bán nhiều rồi, bán nhiều máy này. Rồi, xin chào các bạn.